Chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FPNC. Tôi là Minh Tuấn và trong phần đầu của chương trình, chúng ta sẽ cùng điểm lại những điểm nổi bật trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 8 hôm nay. Qua phần trao đổi với chị Bùi Thị Thao Ly là phó phòng phân tích đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Thưa chị, thì rất là vui cho nhà đầu tư khi mà thị trường đã có phiên phục hồi sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp. Thế thì chị đánh giá như thế nào về phiên ngày hôm nay ạ? Thị trường hôm nay có sự phục hồi gần đối với VN Index thì phục hồi gần 5 điểm. Tuy nhiên thì tôi cũng đánh giá là cái sự phục hồi của thị trường vẫn còn yếu khi mà động lực chính thì đến từ cái cổ phiếu vốn hóa lớn là Sabico. Còn hầu hết các cái nhóm ngành khác thì có cái diễn biến chưa thực sự là tích cực. Về gần cuối phiên thì còn có sự đóng góp thêm của các cái cổ phiếu vốn hóa lớn khác như là Vincom, Novaland, Masan hay vài các cái cổ phiếu ngân hàng đã có cái sự tăng điểm nhẹ trở lại đã đẩy chỉ số lên cao về cuối phiên. Tuy nhiên thì thanh khoản vẫn duy trì ở cái mức thấp. Điều này cho thấy rằng là nhà đầu tư vẫn đang giữ cái thái độ rất là thận trọng và dòng tiền thì chủ yếu tập trung vào các cái cổ phiếu có tính đầu cơ cao. Thì quan sát trong phim nay chúng tôi thấy cổ phiếu FLC đã có cái khối lượng khớp lệnh lên khoảng 40 triệu cổ phiếu. Với cái khối lượng khớp lệnh như này thì đã tương đương với khoảng 1/4 thanh khoản của sàn HOSE và khoảng 1/5 so với thanh khoản của toàn thị trường. Do đó thì chúng tôi cũng nhận định là phiên phục hồi hôm nay có thể là chỉ mang tính kỹ thuật và nhiều khả năng thì xu hướng giảm điểm của thị trường còn tiếp diễn. Vậy thì theo chị, VN Index đã giảm tới mức nào và cái biên độ điều chỉnh phục hồi của thị trường này sẽ kéo dài trong bao lâu? Nếu mà tính từ cái vùng đỉnh gần đây nhất là khoảng vùng 796 điểm được lập vào ngày 8 tháng 8 năm 2017 thì đến thời điểm hiện nay thì chỉ số VN Index đã mất khoảng 30 điểm chỉ trong vòng 2 tuần. Thì chúng theo cái mô hình dự báo chỉ số của chúng tôi dựa trên chủ yếu vào lượng cung tiền và các cái biến vĩ mô khác thì nhiều khả năng là VN Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và chỉ số có thể sẽ mất thêm khoảng 30 điểm nữa và cái nhịp điều chỉnh này có thể sẽ còn kéo dài sang tháng 9. Thưa chị, nếu như chúng ta nhìn theo hướng tích cực là thị trường có thể phục hồi trở lại vì theo chị là lúc đó thì nhóm ngành nào sẽ là nhóm ngành dẫn dắt chính? Hiện tại khi quan sát cái diễn biến của thị trường chung thì chúng tôi thấy là đa phần các cái nhóm ngành trụ cột đều có cái sự tương quan khá là chặt chẽ đối với cái chỉ số chính và hầu hết các cái nhóm ngành đều có cái sự điều chỉnh, trong đó đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng đã có một cái sự điều chỉnh khá là mạnh, đặc biệt là sau cái phiên bán tháo ngày 9 tháng 8 do có những cái tin đồn và tác động tiêu cực đến thị trường thì điều này cũng đã làm lu mờ đi báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 cũng như là 6 tháng đầu năm 2017 của cái nhóm ngành ngân hàng đang rất là tích cực. Thì thống kê sơ bộ đối với các cái cổ phiếu ngân hàng đang niêm yết hiện nay chúng tôi quan sát thấy là lợi nhuận mà từ hoạt động kinh doanh chưa trích lập dự phòng của các cái ngân hàng có cái mức tăng rất ấn tượng hơn 30%. Trong khi đó thì có một cái điểm rất là tích cực đáng chú ý là ngoài cái thu nhập lãi thuần tăng thì các cái thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng cũng có cái mức tăng đáng kể so với lại cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy cái triển vọng của kết quả hoạt động kinh doanh của cái nhóm ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2017 rất là tích cực và triển vọng trong 6 tháng cuối năm của nhóm ngành này cũng khá là tốt. Vấn đề nợ xấu cũng có thể sẽ được tháo gỡ trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó là cái kỳ vọng về nới room đối với cái ngành ngân hàng để hỗ trợ các ngân hàng trong cái việc huy động nguồn vốn phục vụ cho đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn tài chính. Do đó thì với những cái kỳ vọng như vậy chúng tôi cho rằng nhóm ngân hàng có thể sẽ là một trong những cái nhóm ngành dẫn dắt chính sau cái nhịp điều chỉnh lần này. Tuy là nhóm ngân hàng có thể thành nhóm dẫn dắt chính sau đợt điều chỉnh này, nhưng mà theo chị thì lo ngại nào là lo ngại đáng quan trọng nhất đối với nhóm ngành này thưa chị? Hiện tại theo tôi lo ngại đối với cái nhóm ngành ngân hàng đến từ cái việc mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 21-22% trong năm nay đã được đặt ra. Thì một mặt có thể đây sẽ giúp cái nhóm ngân hàng có thể gia tăng được lợi nhuận trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở cái mức khá là cao 22% như vậy thì cũng là một cái thách thức không hề nhỏ đối với nhóm ngân hàng. Điều đầu tiên là chúng ta thấy là với cái mục tiêu ban đầu là khoảng 18% và bây giờ nâng lên cái mục tiêu là 22% thì toàn hệ thống ngân hàng buộc phải huy động thêm một cái lượng tiền rất là lớn để phục vụ cho cái tăng trưởng tín dụng
cần tăng thêm lên đến 220.000 tỷ. Mà quan sát vào theo thống kê thì vào đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 thì tăng trưởng tín dụng chỉ mới đạt ở mức là 9%. Đây cũng là mức đã khá là cao so với các cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên trong khi đó thì huy động chỉ tăng trưởng ở mức khoảng 7.43%. Như vậy chúng ta thấy là cái khoản chênh lệch cũng còn khá là lớn. Do đó việc mà tạo cái nguồn cung giúp cho tăng trưởng tín dụng cũng là một cái thách thức rất là lớn đối với lại các cái ngân hàng. Ngoài ra thì việc tăng trưởng tín dụng nhanh và mạnh thì cái mục tiêu mà giữ cái tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức thấp, kiểm soát được nợ xấu cũng là một cái vấn đề vô cùng khó khăn đối với các ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Vậy thì thưa chị, với các thông tin trên, vậy thì chị có cái lời khuyên nào cho các nhà đầu tư vào thời điểm này không ạ? Với cái dự đoán thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới và cái mức điều chỉnh cũng khá sâu, có thể lên đến 30 điểm. Thì tôi cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn, các nhà đầu tư lướt sóng nên đứng ngoài thị trường ở thời điểm này để tránh những cái rủi ro. Còn đối với các nhà đầu tư dài hạn, chúng tôi cho rằng đây là một cái cơ hội khá là tốt để các nhà đầu tư có thể sẽ tích lũy được thêm các cái cổ phiếu cơ bản tốt, có cái triển vọng mà tốt trong năm nay cũng như trong các cái năm tới ở cái vùng giá hợp lý. Và theo dự báo của chúng tôi thì nhiều khả năng sau cái nhịp điều chỉnh này, VN Index sẽ có cái sự phục hồi trở lại và sẽ tiếp tục quay trở lại chinh phục cái ngưỡng 800 điểm trong cái quý 4 này. Xin cảm ơn chị Lê với những phần phân tích vừa rồi. Phần phân tích vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình Giờ Kết Sổ. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 2, phần điểm tin.